Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber. Thưa quý vị, gần đây một bài báo trên tờ Thâu Théo khi bàn về kịch bản chiến tranh Đài Loan có nói rằng từ bài học Ukraine, nếu Trung Quốc muốn đánh thắng khi chiến tranh thu hồi Đài Loan thì điểm mấu chốt là có dám động thủ với Nhật Bản không? Bài báo viết, nói đến xung đột Ukraine hiện nay đã kéo dài hơn một năm thương vong của cả hai phe Nga và Ukraine trên chiến trường đều nghiêm trọng sự tiêu hao các loại vũ khí trang bị cũng rất lớn thậm chí cả hai bên có lúc đã rơi vào cảnh gián đoạn nguồn cung vũ khí đạn dược và binh lực nhưng ukraine được cả khối nato hỗ trợ còn nga trong cuộc xung đột này chỉ có thể dựa vào bản thân đơn phương đối mặt với việc không ngừng bị nato tiêu hao một bên liên tục được nato bơm máu còn bên kia liên tục bị nato hút máu bởi vậy nói rằng nếu trong giai đoạn đầu chiến tranh nếu nga có thể dùng sức mạnh cắt đứt liên hệ của ukraine với nato dù cho không thể phong tỏa toàn diện ukraine cũng nên đưa ra lời cảnh cáo với bên ngoài trong thời gian đầu rằng bất kỳ nước nào ủng hộ ukraine đều sẽ bị nga coi là kẻ địch nếu vật chất viện trợ ukraine được dùng để tấn công quân đội nga thì quân nga sẽ tấn công quân sự những nước đó một cách hợp lý hợp pháp các hậu quả sẽ do các nước kia tự gánh chịu hoặc là dù cho Nga tránh xảy ra xung đột trực tiếp với các nước NATO nên không dám trực tiếp tấn công các nước NATO thì cũng hoàn toàn có thể tấn công phá hủy tuyến tiếp viện của NATO cho Ukraine. Cũng có nghĩa rằng, ở buổi đầu, Nga nên ra sức tấn công tuyến vận tải hậu cần của NATO cho Ukraine, chẳng hạn dùng các thủ đoạn như oanh tạc quy mô lớn hoặc tấn công chính xác bằng tên lửa tầm xa để hủy diệt tuyến tiếp viện này, hoặc thậm chí cắt đứt hoàn toàn, khiến những vũ khí viện trợ cho Ukraine bị phá hủy hoàn toàn trên đường đi. Nếu quân Nga ban đầu có thể sử dụng các thủ đoạn nói trên, thì chiến cuộc sau này đã khác. Thậm chí họ sẽ không rơi vào vũng lầy trong cuộc chiến này. Thậm chí đã có thể dùng phương thức thắng lợi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt này từ sớm. Xét đến cùng, nếu không có các thế lực NATO liên tục viện trợ mà chỉ có một mình Ukraine thì có thể chống cự lại được quân Nga hay không? bởi vậy nói qua nói lại sở dĩ hiện nay nga phải trả cái giá thảm như vậy trên chiến trường rút cục chính là vì không thể cắt đứt sự viện trợ của nato cho ukraine mà đây cũng là mục đích của mỹ tức là họ lợi dụng việc viện trợ ukraine để đánh một cuộc chiến tranh ủy nhiệm qua đó không cần đích thân ra tay không tốn một binh một tốt cũng có thể làm tiêu hao tiềm lực của nga thậm chí còn muốn dùng việc này khiến cho nga kiệt sức đến chết việc này cũng cho trung quốc một sự cảnh tỉnh nếu tương lai trung quốc phát động chiến dịch tấn công đài loan nếu muốn đánh thắng thì tuyệt đối không thể đi vào bếp xe đổ của nga mà cần gắng sức tránh việc các thế lực bên ngoài nhúng tay vào làm thế nào để tránh cá nhân tôi cho rằng việc này có quan hệ rất lớn tới việc giải phóng quân trong thời chiến có dám ra tay với nhật bản hay không từ vị trí địa lý thì nhật bản là cứ điểm trọng yếu của mỹ trên chuỗi đảo thứ nhất mà đảo okinawa của nhật là hòn đảo mà quân mỹ bố trí binh lực và các căn cứ quân sự nhiều nhất Cần biết rằng tổng quân số Mỹ đóng trên đất Nhật Bản chỉ có khoảng 3,5 vạn người, thì số quân đóng trên Okinawa đã trên 1,8 vạn, chiếm đến hơn một nửa quân Mỹ đóng ở Nhật. Điều chúng ta cần cảnh giác nữa là Okinawa hiện nay có nhiều sân bay quân dụng và quân cảng của Mỹ. Số lượng các máy bay chiến đấu và tàu chiến bố trí ở đó cũng không phải ít. Đồng thời khoảng cách từ Okinawa đến Đài Loan cũng chỉ khoảng 600 km, cho nên đảo Đài Loan hoàn toàn nằm trong ban kích tác chiến của các máy bay chiến đấu và tàu chiến Mỹ ở Okinawa, trong khi căn cứ quan trọng nhất của Mỹ trên chuỗi đảo thứ hai là Guam lại có cự ly đến Đài Loan là trên 2.700 km. Trong thời chiến, giải phóng quân rất có thể sẽ sử dụng hạm đội hải quân với tàu sân bay làm hạt nhân để tạo phòng tuyến ở phía đông Đài Loan nhằm ngăn chặn quân Mỹ từ Thái Bình Dương đến can thiệp vào chiến dịch thu hồi Đài Loan. Cho nên quân Mỹ ở Guam cơ bản rất khó đột phá phòng tuyến này để thọc vào Đài Loan. Tổng hợp lại thì nếu tương lai xảy ra chiến tranh Đài Loan từ các đặc điểm như vị trí địa lý, quy mô binh lực và yếu địa chiến lược, nếu Mỹ thật sự dám thọc tay vào can thiệp thì không quân và hải quân Mỹ đóng ở Okinawa sẽ là lực lượng chủ yếu. Thậm chí một giải từ quần đảo Ryukyu đến Okinawa của Nhật Bản cùng các căn cứ lớn của Mỹ trên đất Nhật không những trở thành mối uy hiếp lớn nhất với việc thu hồi Đài Loan mà dù cho họ không can thiệp bằng vũ lực thì Mỹ cũng sẽ muốn biến Đài Loan thành một Ukraine thứ hai, dùng nó để làm xa lẩy quân Trung Quốc, khiến quân Trung Quốc rơi vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn lâu dài, từ đó làm tiêu hao sức mạnh quân sự và tiềm lực quốc gia của Trung Quốc. Thậm chí dùng chiến tranh để làm Trung Quốc mất nhịp độ ổn định phát triển. Tất nhiên, muốn Đài Loan thực hiện chiến tranh ủy nhiệm với quân đội Trung Quốc, thì nước Mỹ cần có thực lực để tiến hành viện trợ liên tục cho họ giống như ở Ukraine. Nếu không, Đài Loan sẽ không chịu được lâu mà muốn viện trợ quân sự cho Đài Loan thì Okinawa với khoảng cách đến Đài Loan chưa tới 600 km sẽ là trạm trung chuyển để viện trợ tối đa vật chất từ Mỹ đến Đài Loan. Thậm chí nơi đó có thể là kho dự trữ vật chất lớn nhất để viện trợ Đài Loan. Bởi lẽ, nếu Mỹ muốn vận tải vật chất từ lãnh thổ đến thẳng Đài Loan thì tuyến đường biển này rất dễ bị hải quân Trung Quốc ngăn chặn cắt đứt. Do vậy, nếu thật sự viện trợ Đài Loan thì Nhật Bản làm trạm trung chuyển là tốt nhất. Tổng hợp các tình huống trên từ các bài học kinh nghiệm trong chiến tranh Ukraine, nếu tương lai phát động chiến dịch thu hồi Đài Loan, bất luận là các thế lực bên nào bên ngoài muốn can thiệp bằng vũ lực hoặc là gián tiếp viện trợ Đài Loan, thì một giải từ quần đảo Ryukyu đến Okinawa của Nhật Bản, thậm chí chính lãnh thổ Nhật cũng sẽ trở thành một đầu cầu để thực hiện. Bởi vậy, việc giải phóng quân có dám động thủ với các căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên tuyến Ryukyu đến Okinawa và lãnh thổ Nhật hay không sẽ là điều quan trọng ảnh hưởng đến việc có thể đánh thắng hay không. Nếu không thể ngăn chặn sự can thiệp và viện trợ quân sự của nước ngoài và Đài Loan, thì chiến dịch thu hồi Đài Loan sẽ khó càng thêm khó. Thậm chí, chỉ cần sơ suất sẽ đi vào vết xe đổ của Nga, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Quý vị thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên mạng thâu theo. Theo quan điểm cá nhân tôi, cách đặt vấn đề của tác giả này có chỗ đúng, có chỗ cũng chưa đúng chỗ đúng là sự tiếp viện của khối nato là một nguyên nhân quan trọng để ukraine tiếp tục được chiến tranh cho nên việc cắt đứt được các tuyến tiếp viện đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiến cục nhưng chỗ chưa đúng là tác giả có vẻ nghĩ về việc cắt đứt hậu cần là một việc rất dễ dàng trong thực tế đánh phá giao thông chưa bao giờ là việc dễ trong chiến tranh việt nam mỹ đã đánh phá giao thông rất ác liệt để hòng chặt đứt tuyến tiếp viện cho việt nam trước hết họ chăm sóc rất kỹ các tuyến đường bộ để nhận hàng từ Trung Quốc chuyển sang. Sau đó, họ còn chăm sóc kỹ hơn tuyến đường vận tải chi viện từ Bắc vào Nam qua dãy Trường Sơn. Thế nhưng, dù đã dùng đủ mọi thủ đoạn, từ pháo hạm, máy bay ném bom, rồi cả B-52 giải thảm vẫn không ngăn được dòng vận tải chi viện từ Bắc vào Nam. Trên đường biển, họ đóng cả một hạm đội bầy ở Vĩnh Bắc Bộ và giải thủy lôi phong tỏa các cửa sông, cảng biển, nhưng cũng vẫn không cắt đứt được sự chi viện cho Việt Nam trong trường hợp Ukraine hiện nay, Nga không có được sự áp đảo trên không đến mức như Mỹ với Việt Nam ngày trước. ở chiến trường miền Đông thì ưu thế trên không của Nga là rõ rệt, nhưng nếu đưa máy bay sang đánh phá phía tây Ukraine thì Nga lại ở thế kém vì không đủ số lượng để áp đảo. Thứ hai là tuyến biên giới phía tây của Ukraine với các nước NATO quá dài. trên cả một giải đất rộng mênh mông như thế, người ta có thể đi rất nhiều con đường chứ không phải chỉ có một con đường độc đạo. Vì vậy nói thẳng ra là Nga rất muốn cắt đứt tuyến vận tải chi viện của NATO cho Ukraine nhưng lực bất tòng tâm. Trong trường hợp so sánh đến Đài Loan, bài báo nói mấu chốt là có dám động thủ với Nhật hay không. Điều này đúng ở góc độ, nếu muốn ngăn chặn viện trợ của nước ngoài cho Đài Loan thì đầu tiên là có dám đánh những người hỗ trợ cho nó không. Nhưng nhớ lại khi xưa, Mỹ mang cả hạm đội 7 phong tỏa vịnh Bắc Bộ mà vẫn không dám đánh các tàu vận tải treo cờ Liên Xô mang hàng đến Việt Nam. Bởi vậy nếu Trung Quốc đánh Đài Loan, liệu có dám đánh vào các đoàn tàu Mỹ hay không? Dù cho dám đánh, lấy gì bảo đảm rằng có thể hoàn toàn cắt đứt tuyến chi viện đó? Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.